Thưa quý vị, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, đơn vị Duy Xuyên gồm các ông bà Nguyễn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh; Dương Thị Thanh Hiền, Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Công Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Duy Xuyên vừa có buổi tiếp xúc cử tri huyện Duy Xuyên. Tại buổi tiếp xúc, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến bà con cử tri huyện Duy Xuyên về kết quả của kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Cử tri huyện Duy Xuyên nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực về giải quyết các vấn đề tồn động, vướng mắc trong bố trí tái định cư ở vùng đông huyện, vấn đề nước sạch và hạ tầng tại các khu tái định cư. Cử tri kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm có cơ chế quan tâm hỗ trợ nhân dân trong vùng dự án được xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp khi mùa mưa bão sắp đến. Cử tri ở các xã khu Tây huyện đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 14H qua các xã khu Tây để đảm bảo an toàn giao thông khi đi lại. Đề nghị nhà nước quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường tồn đọng nhiều năm nay, kiến nghị xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ nhu cầu nhân dân. Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri còn đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư sửa chữa hệ thống kè chống xói lở, có phương án nạo vét lòng hồ để tăng trữ lượng dòng nước, đảm bảo nước tưới trong mùa nắng hạn. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị quan tâm chế độ đối với cán bộ ở thôn, tổ đoàn kết, quan tâm ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng này trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Duy Xuyên để nắm bắt tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững những năm qua. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phan Xuân Cảnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên cho biết, đến nay địa phương vẫn duy trì và giữ vững 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2011-2020, 3 xã Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước đạt tất cả 12 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 19 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến tháng 8 năm 2021, các hội đoàn thể đã tiến chấp cho 134 hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hơn 6,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Duy Xuyên còn 2,6%, giảm 5% so với năm 2015, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,2%. Huyện Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2023 không còn hộ nghèo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Duy Xuyên tiếp tục phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng thôn xã nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế, tạo ra những dấu ấn riêng, không ngừng cải thiện đời sống người dân. Đối với công tác giảm nghèo, Duy Xuyên cần nhân rộng mô hình hiệu quả, phát triển sản phẩm ô cốp, quan tâm công tác đào tạo nghề, tạo thêm công ăn việc làm, đẩy mạnh xã hội hóa trong việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo, từng bước giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Gần một tháng nay, chính quyền huyện Duy Xuyên và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư. Theo đó, xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa với tổng chiều dài khoảng 1,4 km, mục tiêu nhằm chống xói lở bờ sông, bảo vệ tính mạng, tài sản, đất canh tác và các công trình hạ tầng ven sông. Việc triển khai các kè này là để đảm bảo cái tính mạng cũng như tài sản cũng như là đất canh tác, rồi có các công trình hạ tầng dọc theo cái sông Thu Bồn này. Được biết, tổng mức đầu tư của công trình là 24,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách huyện Duy Xuyên. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương theo hình thức trực tuyến, livestream trên báo điện tử Phụ nữ Việt Nam và nhiều nền tảng công nghệ khác. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên cùng tham dự. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19 và thư ngỏ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ người dân, phụ nữ, trẻ em gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu triệu phần quà san sẻ yêu thương, tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19. Tại lễ phát động, cán bộ hội viên phụ nữ huyện Duy Xuyên đóng góp 50 triệu đồng, chung tay thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này. Được biết, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay,
Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên đảm nhận nấu hơn 7.500 suất ăn, trao tặng 3.500 suất quà cho các khu cách ly tập trung của huyện và trực tiếp đi thăm hỗ trợ hội viên gặp khó khăn, gửi hàng hóa nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ bà con đồng hương Duy Xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân thành phố Đà Nẵng. Cạnh đó kết nối hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Thưa quý vị, thời gian qua, Hội đồng đội huyện Duy Xuyên triển khai hiệu quả phong trào ngôi nhà khăn quàng đỏ, góp phần giúp đỡ những đội viên, thiếu nhi nghèo, khó khăn trên địa bàn có cuộc sống ổn định, nâng bước đến trường. Chuẩn bị bước vào năm học mới, hai chị em Tạ Thị Hiếu và Tạ Thị Bích Thuận ở thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên vui mừng không tả khi được đón nhận ngôi nhà mới từ phong trào ngôi nhà khăn quàng đỏ của Hội đồng đội huyện. Bố mẹ Hiếu và Thuận ly hôn từ khi hai em còn nhỏ. Bố bỏ đi, mẹ cũng tha phương làm ăn tận thành phố Hồ Chí Minh và sau đó lập gia đình riêng cho mình. Vì vậy, hai em phải sống nhờ bà ngoại và gia đình cậu trong căn nhà chật chội. Thấu hiểu được hoàn cảnh của hai em, Hội đồng đội huyện Duy Xuyên đã hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình hai em thêm kinh phí xây dựng ngôi nhà mới. Được ngôi nhà này thì con cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là biết ơn mọi người đã tặng cho con được một cái tạo điều kiện để cho con có được một cái nhà để có thể che mưa che nắng. Và con hứa là sẽ cố gắng học tập thật là giỏi. Vì hai đứa mẹ cho ly dị ở tù nhỏ trừ, thì trừ bản thân tôi thấy cho được trá để có cái ngôi nhà để mà nó che mưa che nắng. Thì cũng cố gắng cho cháu ăn học cho tới nơi tới chốn, cũng thiệt nó thiệt là mừng. Phát động từ năm học 1999-2000 đến nay, phong trào ngôi nhà khăn quàng đỏ được các em học sinh, thầy cô giáo và các mạnh thường quân tích cực hưởng ứng. Trong mỗi năm học, hầu hết các em học sinh đều tích cực tham gia bằng các cách khác nhau, tiết kiệm tiền ăn vặt hàng ngày, quyên góp giấy vụn, vỏ lon bia bán góp quỹ ủng hộ xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ. Việc làm này của Hội đồng đội Duy Xuyên chúng tôi là thấy được là lan tỏa rất là mạnh, bởi vì qua đó đã giáo dục được các em cái tính nhân văn, nhân ái của các em, biết thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ. Và đây là năm thứ 10 mà cái phong trào này lan tỏa đã giúp đỡ rất nhiều em có được cái ngôi nhà, cái chỗ ấm. 10 năm qua, Hội đồng đội và Huyện đoàn Duy Xuyên vận động hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà khăn quàng đỏ, 4 ngôi nhà tình bạn với tổng kinh phí trên 570 triệu đồng. Nhận đỡ đầu 40 em nuôi khăn quàng đỏ, 20 trường hợp học sinh mắc bệnh hiểm nghèo từ phong trào vòng tay liên đội với số tiền trên 100 triệu đồng. Qua đó giúp nhiều học sinh nghèo, khó khăn có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Với tâm niệm, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Hơn 20 năm qua, ông Trần Văn Hiền ở khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch COVID-19 và người dân tại các vùng dịch. Những ngày này, ông Trần Văn Hiền luôn bận rộn với việc thu gom rau, củ quả và liên hệ thuê xe vận chuyển ra thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Chưa đầy 2 tuần qua, ông đã chuyển 3 tấn rau xanh, 1 tấn củ quả, 1 tấn gạo cùng khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế trị giá hơn 150 triệu đồng. Trong đó, cá nhân ông Hiền bỏ tiền túi gần 50 triệu đồng. Còn lại là vận động số mạnh thường quân, bạn bè để hỗ trợ miễn phí cho người dân Đà Nẵng. Gần 2 năm qua, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ông Trần Văn Hiền lặng lẽ đi vận động, hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Cạnh đó, thu mua vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ cho bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp giúp đỡ đưa người dân Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh về quê nhà. Riêng trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, ông Hiền là một trong những cá nhân đã xung phong ủng hộ 10 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch ở địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Nam Phước ghi nhận anh Trần Văn Hiền là một công dân của thị trấn Nam Phước. Anh đã rất là nhiệt tình và năng nổ trong công tác vận động quần chúng cũng như cá nhân anh vận động các mạnh thường quân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Nam Phước nói riêng
và huyện Duy Xuyên nói chung. Trong phong trào hiến máu tình nguyện, bản thân ông đã có hơn 20 lần hiến máu cứu người, đồng thời trực tiếp vận động được nhiều người cùng tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào hiến máu nhân đạo tại cộng đồng. Ngoài ra, ông nhiều lần trực tiếp tham gia cứu chữa người bị tai nạn giao thông, vận động quyên góp hỗ trợ những nạn nhân xấu số. Đối với anh Trần Văn Hiền là một trong những tình nguyện viên hết sức là chân tình. Anh là bây giờ là phó đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ tuyến quốc lộ 1A của hội chữ thập đỏ huyện Duy Xuyên. Nhiều năm qua anh đóng góp cái công sức trong công tác cứu nạn cứu hộ ở tuyến quốc lộ 1A rất là chân tình và nhanh nhẹn. Đặc biệt không những thiên cơ rủi ro xảy ra mà trong mùa dịch bệnh, hơn năm qua anh là một tình nguyện viên luôn luôn có cái tinh thần sáng sòn và quyên góp vận động nhiều cái nguồn hòn nhu yếu phẩm kể cả tiền mặt để hỗ trợ cho bà con cái vùng khó khăn dịch bệnh xảy ra. Không chỉ vậy, mỗi năm ông Hiền đều dành dụm tiền tiết kiệm của bản thân trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi, huy động nguồn lực đi thăm tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thiên tai ở địa phương, cùng nhiều trường hợp gặp khó khăn tại huyện Phú Ninh, Tiên Phước. Bất kể nơi đâu, không phải là trên quê hương mà ngồi quê hương, bà con đồng bào nơi đâu khó khăn là mình phát tâm, phát nguyện và cùng kêu gọi anh em chạy đến nơi bà con khó khăn nhất trong cái hoàn cảnh và trong cái thời gian khó khăn nhất mình đến, mong bà con, chỉ cầu mong bà con được bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe trong cái thời điểm giai đoạn mà bà con đang gặp khó. Một gói mì tôm, một tấm chăn và một cái khẩu trang là cho bà con an tâm, mình tự phát nguyện tâm tâm và kêu gọi anh em, những người anh em có cùng tâm cùng chí hướng hướng về bà con. Bằng những việc làm đầy ý nghĩa, trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua ông Trần Văn Hiền được các cấp các ngành ở huyện Duy Xuyên, thị trấn Nam Phước tuyên dương khen thưởng, thật sự là tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Duy Xuyên số tháng 9 năm 2021. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình số tháng 10. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.